Các vong linh thoát ly mọi khổ ách, các thân nhân quá vãng thường đến nhà thân nhân, đứng ngoài vách tựa cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng, thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời: nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, thọ được sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng vân tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành, trong cõi chúng sanh khổ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng, như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ, như trăm sông tuôn chảy đều hướng về đại dương. Nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh, khi người nhớ ân trước, do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sanh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Cách trai tăng hợp đạo gọi đa kina đa ná, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già. Bậc phạm hạnh giới đức được vô thượng phước điền, được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ. Hương linh trong cảnh khổ do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tựu thành phúc quả. Kinh duyên sinh, bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sanh. Như vậy chính do hành, kiết sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này, gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức, biến hiện sáu giác quan. Như vậy do danh sắc, lục nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động, tiếp xúc sáu cảnh trần. Như vậy do lục nhập, hiện tượng xúc khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh, khổ lạc xả phát sanh. Như vậy do duyên xúc, cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả, nhân sanh mọi chấp trước. Như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc, dục là cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy, biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo có tác có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi duyên sanh lão tử, cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uổng này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt. Sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uổng này không hình thành tập khởi. Kệ khuyến tu, việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân, tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoang khâu một nắm,
Ôi tam thốn khí tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sanh già không hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân, gẫm ngán thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả, kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly phiền não Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Kinh Giải Thoát Di Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành kính, sùng bái và ngưỡng mộ, cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp thiêu hủy, tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản, hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người trí, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là cúng dường, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lễ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sau đức dậy, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hận, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ, báo truyền giúp cho thảy điều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình, con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn một niềm, vun bồi phước huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Ba qua tu sắp ba mần ga lăng rác hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu ba về na sa đà xót thị ba quần tu tệ ba qua tu sắp ba mần ga lăng rác hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba đầm mà nu ba về na sa đà xót thị ba quần tu tệ ba qua tu sắp ba mần ga lăng rác hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba sang ga nu ba về na sa đà xót thị ba quần tu tệ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý khố, kính chào Sư Nguyên Thông và kính chào đại chúng. Theo sư biết thì hôm nay quý vị ôn bài ha. Rồi, như vậy thì mời MC nha. Rồi, kính chúc quý vị sinh hoạt được an vui. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Ca Vinh có thể đăng cho lớp 4 cái phần hai tâm sân và hai tâm si bằng tiếng Bali. Mình đọc một dạo qua để cái tâm mình lắng xuống và mình chuẩn bị vô và bài học. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu cho lớp chúng con theo ạ. À. Dạ, con xin dâng mic lại cho chư Tăng và lớp học ạ. À. Dạ, mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết sư chư vị có nghe Nguyên Thông nói hay không? Vì con không thấy sư phụ ở Thanh Tâm, Cầm Mai. Dạ, bây giờ con xin đọc trước. xin đừng post nhiều lên, thành ra nó chạy rồi khó đọc. Ima ni attapi lo phasak khagata chitta nitnama Dumana sasahagatang patikasam bayutang asankharikang ekang. Số 10. Dumana sasahagatang patikasam bayutang sasankharikang ekang ti imani duepi patikasam bayut tachiktanyana. Số 11. Upekha sahagatang vichikicca sambayutang ekang. Số 12. Upekha sahagatang utthaccha sambayutang ekang ti imani attabiloka sahagata ninama. Số 9. Domanassa sahagatang patikha sambayutang asankharikang ekang. Số 10. Domanassa sahagatang patikha sambayutang sasankharikang ekang ti imani dve Vipatika sambayut ta chitta ninama. Số 11. Upekha sahagatang vichikicca sambayutang ekang. Số 12. Upekha sahagatang utthaccha sambayutang ekang ti imani attapi lopasagat tachitta ninama do manasahagatang patika sambayutang asankharikang ekang. Số 10. Do manasahagatang patika sambayutang sasankharikang ekang ti imani dve pipatika sambayutchitta ninama upekha sahagatang ekang ti imani dve pi Patika sambayut tachitta ninama upekha sahagatang vichikicca sambayutang ekang. Số 12. Upekha sahagatang utthaccha sambayutang ekang ti. Dạ, con xin được trao mai lời cho người kế. Xin chư vị xin năng lên để đừng để mất thời gian. Dạ, xin cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, yeah, mô Phật, cảm ơn sư Nguyên Thông. Yeah. Bây giờ sư xin đọc ạ. Imani attabi lopa sahagatang cha cho xin đọc lại nha. Imahi attabi lopa sahagata cittani nama sucin do manasa sahagatang batiga sambayutang asankharikang ekang. Số 10. Domanasa sahagatang pati
gá sambayutang sasankarikang ekang ti ima ni dve pi pati gá sambayutang chitta ni na ma. Số 11, upekha sagatang vichiki vichikya sambayutang ekang upekha sagatang uttha cha sambayutang ekang ti. Rồi xong rồi, bây giờ mời vị kế tiếp nha. Quý vị cứ giơ tay lên đọc đi, rồi cái gì sai sư Nguyên Thông sửa cho, không sao đâu. Rồi kính mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, không biết quý vị có nghe được không ạ? Dạ, dạ con xin đọc bài. Ima ni athapi lo phasahagat tachita ni nama chín đồ manasasa hagatang patika sambayutang asangkharikang ekang. Số 10, đồ manasasa hagatang patika sambayutang sasangkharikang ekang ti imani dve bi patika sambayut tachitani nama. 11, ubekha sahagatang vichikicca sambayuttang ekang. 12, ubekha sahagatang uthachak cha sambayuttang ekang ti. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp đọc bài ha. Dạ con thấy có cái chữ này mà thầy kinh giảng dạy đó, mà quý vị không để ý chữ patik khá chứ không phải là gá, chữ rh mà đọc là khờ, cũng như là sang kha, đó sang kha là rh, chữ chữ r chữ h tiếng Anh mà đọc là rh, là tiếng Pháp là patik kha sambayutang asankharikang ekang đó. Thì con thì con nhớ là thầy kinh giảng dạy như vậy đó, thì nhắc lại không biết quý vị có nghe hay không, có nghe thầy kinh giảng dạy hay không. Thành ra nếu mà quý vị đọc theo thì theo lời thầy kinh giảng dạy. Ok, xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính chào đạo tràng và con xin đọc. Imani athapi lopasahagata cittani nama. Đồ số 9. Đồ manas sasahagatang patiga sampayuttang asankharikang ekang. Số 10. Đồ manas sasahagatang patiga sambayuttang sasankharikang ekanti imani dvaipi patiga sambayutta cittani nama upekha sahagatang vichikicca sambayuttang ekang upekha sahagatang uđak cha sambayuttang ekanti. Dạ con xin xuống mic, kính mời vị kế tiếp. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Imani. Dạ. Bài nó nhảy. Imani
đề pi pa ti pa ti ga sam ba yut ta citta ni na ma a na na ma ubekha sahaga tang vicchi kit cha sam ba yut tang e kang ubekha sahaga tang uttha cha sam ba yut tang e kang ti. Dạ con xin đọc tại cái bài nó trôi. Ý mà ni áp thá bí lồ xá há gá tá chít tà ni nà nà má đồ má xá há xá đồ má ná xá xá há gá tầng bát tí gá sầm bá dút tầng á sằng khà rí cằn ề cằn đồ má na sa sa há gá tằng bát tí gá sầm bá yút tằng sa sằng khà rí cằn ề cằn tí. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ con thấy không có ai đọc thì con xin đọc và để chỉ mấy cái điều mà mình thấy dễ dàng đọc nhanh. Thí dụ như chữ là imani atthapi rồi chữ lofa sahagacitta ni thì mình thấy chữ lofa mà chữ lô thì trường âm phá thì đoạn âm sahagacitta thì đều là đoạn âm chứ mình đọc là lofa sahagacitta chitta ta ni na ma lo pha sa ga ta chi ta ni na ma rồi số 9 đô ma na sa sa ga tăng đô ma na sa sa ga tăng đô ma na sa sa ga tăng ba ti kha sam ba du tăng sa sang kha ri căn e căn số 10 đô ma na sa sa ga tăng ba ti kha sam ba du tăng sa sang kha ri căn e căn tí. Thành ra mình đọc mấy cái chữ mà thấy nó dễ dàng đó thì mình đọc là imani dwe pipatika sambayutita ni nama upekha sahagatang vichikicca sambayutang ekan upekha sahagatang uthak cha sambayutang ekan tí. Thì mình phải luyện đọc, mình phải luyện mình con mắt mình, nếu mình không luyện thì con mắt mình không nhanh, mà mình luyện thì con mắt mình nhanh, thì con mắt mình nhanh nó đưa qua cái miệng mình. Thành ra trong này quý vị thấy Nguyên Như đọc rất là giỏi, Nguyên Trang cũng vậy. Mà nếu mà trong room, ở trong room Bút Đa Thâm Má thì cô Nhật Quỳnh cô đọc rất là chính xác. Nguyên Thông theo dõi thì trường âm đoạn âm đọc rất rất hay. Cái vấn đề là mình phải luyện. Cái tài năng của chúng ta là không phải cái thông minh của chúng ta, cái điều đó đều là có. Nhưng mà cái vấn đề mà phải luyện, mình luyện cho nên mình mới là có thể là accumulate cái skills của mình. Mà skill của mình thì ví dụ mình đọc là imani attapi lo pasagata citta ni nama domana sa sagatang patikha sambayutang asankarikang ekang, ví dụ như vậy đó. Thành ra phải luyện chứ không luyện thì không có ai đâu phải là luyện đó. Giờ sư xin trao mai lại cho chư vị, xin mời chư vị. Ok, thank you. Sa thú, sa thú, sa thú, sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã chỉ dạy cho tụi con rất là tường tận.
Dạ, trước khi vào bài, con xin đọc một lần nữa bốn cái tâm, hai tâm sân và hai tâm si ạ. Ima ni attabilo fasahagata citta ni nama do manasasahagatang batikhasam bayut tăng á sằng khà rí cằn ê cằn. 10. Đồ má nát sá sá há gá tăng bá tí khá sầm bá dút tăng sá sằng khà rí cằn ê cằn tí. Ý mà ní đuệ bí bá tí khá sầm bá dút tá chít tà ní nà má. Ú bách khà sá há gá tăng quý chí kích trà sầm bá dút tằng ê cằn. 12. Ú bách khà sa há gá tằng ú thắt cha sầm ba dút tằng ê cằn tí. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, kính thưa chư vị, hôm bữa là mình học xong đến 40 cái sự hoài nghi đặc biệt. Chúng ta ôm làm là có 8 phần, rồi mình chia làm những cái nhỏ ra là 40 tâm sở hoài nghi. Thì mở đầu là Nguyên Như định là cho lớp mình ôm vào cái tâm vô nhân luôn. Nhưng mà khi đọc lại bài á, thì mình thấy mình có sót một cái chỗ là cái bài về kiết sử đó quý vị. Hôm bữa Nguyên Như có nhớ là mấy bạn trong lớp cũng có hỏi về nếu mà mình tu một thời gian đó thì mình mất những tâm gì, rồi nhiều khi mình đi vào chùa hay là mình nói chuyện với bạn bè thì gặp mấy người mà người ta tu trước đó, mình hay nói chuyện với nhau, chẳng hạn như ồ, tôi thấy bác này ngồi thiền cũng lâu quá à, chị ơi sao mà thấy bác còn sân quá vậy. Rồi có thì khi mình nói trời ơi, sao bạn đi đi chùa nhiều, bạn bạn nghe pháp, bạn tụng kinh mà sao cũng còn tham còn sân quá vậy. Thì mình nhiều khi mình ngồi mình thắc mắc, ồ nếu mà mình ngồi mình tu thiền như vậy, mình chéo chân lên một ngày nửa tiếng một tiếng vậy, không biết chừng nào mình mới hết sân ha, rồi chừng nào mình mới hết tham, rồi chừng nào mình bớt cái si. Thì trong cái phần mà tự vì hôm bữa giờ mình đã ôm là khoảng bất tất cả là 12 cái tâm bất thiện phải không quý vị, thì mình ôn qua rồi thì mình cũng biết sơ qua những cái chi pháp của từng thứ rồi. Thành ra bây giờ nếu mà Nguyên Như ôm lại 10 cái kiết sử rồi mình sẽ đi vào là đến cái tầng thánh nào thì mình mới hết tham, rồi đến cái tầng thánh nào mình mới hết sân, đến tầng thánh nào mình mới hết si, để cho mình một có một cái gọi là một cái khái quát chung như vậy đó, thì mình đỡ có lầm lẫn ha quý vị. Thì mình cũng với lại một một ý nữa đó là khi mà mình tự vì mình sống ở ngoài đời, mình là cư sĩ, thành ra lúc nào mình có học một cái gì mới, một cái món gì lạ thì mình cũng có nghĩ là mình thâu nắm, mình bắt được, mình thêm được một cái gì đó, giống như là kiến thức thì mình cũng cho thêm ở ngoài đời đó, mình học mình lấy thêm một cái bằng, một cái chứng chỉ, thì mình đi vô chùa cái tâm mình quen rồi, mình cũng nghĩ ồ hôm nay tôi đi chùa là tôi có thêm được một điều hạnh phúc nè, tôi có thêm được một điều nhẹ nhàng nè, tôi có thêm được một giỏ kiến thức đem về nhà học nè, rồi tôi ngồi thiền thì tôi có thêm một cái sự bình an nè, cái gì mình cũng nghĩ là mình có thêm hết quý vị. Nhưng mà mình quên một chuyện là mình phải nghĩ ngược lại, tức là mình đi vào chùa, mình đi tu đạo, mình tu được lâu, mình thiền, thì mình phải bỏ được ha quý vị, chứ mình không có thêm. Thì để chứng minh những cái lý do mà Quỳnh Như nói hồi nãy giờ, một chút xíu mình sẽ đi vô vào cái chi pháp, thì quý vị sẽ thấy khi mà đạt được những thần thánh, mình sẽ rớt bỏ, mình bỏ bớt những cái tâm gì và tâm sở gì, chứ không phải mình có thêm ha. Tức là khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình buông ra được một chút, chứ không phải là mình nắm được một cái sự hạnh phúc hay là sự hỷ lạc. Mình phải nhớ là cái tâm mình buông, mình bỏ. Thành ra tu càng lâu càng nhiều thì quý vị phải nhẹ bớt, quý vị phải ít hơn. Quý vị phải đến khi mà không một còn một cái gì nữa, thì lúc đó đó là chính là cái bậc Arhatta, tức là bậc A-la-hán, cái bậc thánh đó sẽ xuất hiện. Thì bây giờ mình từ từ
mình từ từ mình đi vô mình coi thử, mình phân tích ha quý vị. Bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua một cái phần sơ về hôm nay á, thì mình sẽ ôn về 10 kiết sử. 10 kiết sử tiếng Pali gọi là Sanyojana. Sanyojana, 10 kiết sử, hay có những sách gọi là 10 pháp trói buộc chúng sanh. 10 kiết sử hoặc là 10 pháp trói buộc chúng sanh. Thì nói nôm na ra đó, cái thuật ngữ kiết sử này là một cái thuật ngữ trong giáo lý nhà Phật của mình, chỉ cho những cái phiền não mà phát sinh trong nội tâm của mỗi con người của chúng ta. Nếu mà mình có những cái phiền não dấy lên và nó phát sinh lên thì mình gọi là kiết sử. Rồi bản thân của những cái kiết sử này nè, nó sẽ sanh ra những cái chướng ngại trong cái những cái kiết sử này, nó phát sinh ra rồi tự nó gây những chướng ngại cho nó. Mà những cái chướng ngại này á, nó làm cho chúng sanh là tất cả những người mình đây trôi nổi trong cái dòng sanh tử luân hồi, mà cứ sinh tới sinh lui, rồi khổ não, rồi trầm luân, cũng vì những kiết sử này mà ra. Thì khi mà mình nói tới hai chữ kiết sử á, mình phân tích ra, khi mà mình nói tới chữ kiết đó quý vị, kiết đây chính là những cái thứ mà nó ràng buộc. Nó ràng buộc cái thân của mình nè, cái tâm của mình nè. Khi mà nó ràng buộc rồi á, thì nó lại kết thành những cái quả khổ. Những cái quả khổ này á, thì mình gọi là cái chữ kiết đó quý vị. Rồi cái chữ sử đó, sử có nghĩa là sai sử, rồi là sai khiến, tức là chỉ cho những cái thứ phiền não. Mà những cái thứ phiền não này tiếng Pali thường thường mình hay gọi là ký lê xá. Ký lê xá thì đây là những cái danh từ chuyên môn chỉ trong nhà Phật mình mới dùng thôi, ở ngoài đời không có. Thành ra nếu mà quý vị dùng đi đánh lên những cái Google hay là bình thường mà không có trong danh từ Phật học, ở ngoài từ điển người ta không có. Nguyên Trang có nghe được không? Đạo Tràng có nghe được Nguyên Như không ạ? À? Chị Nguyên Trang hết nghe rồi. Dạ sa thú con tri ân sư ạ. À. Thì khi mà những cái chữ giống như là kiết sử nè, rồi phiền não trói buộc nè, thì cái này là có thể là phải đi kiếm cái từ điển Phật học đó quý vị. Chứ nếu mà những từ bình thường mà mình vô Google mà mình coi không phải trong cái phần mà Phật học, kiếm cũng không ra, rất là khó hiểu. Dạ, thì cái chữ ký lê xá này là những cái thứ phiền não. Thì khi mà mình gom lại hai cái chữ kiết sử như mới ôm hồi nãy đó, nó chính là những cái phiền não phát sinh trong cái nội tâm của mình, làm cho mình nó trôi nổi trong 31 cõi, trong cái dòng sanh tử luân hồi, nó trầm luân như vậy đó. Rồi khi mà những cái phiền não này sai khiến người mình nè, sai khiến tâm của mình nè, thì những rồi mình làm những cái, mình tạo ra nhiều cái nghiệp ác. Khi mà mình có cái những cái phiền não này nó trong cái tâm mình á, chẳng hạn như mình có cái sự hoài nghi về Phật pháp tăng, tự nhiên cái nó khởi lên trong tâm của mình như vậy. Rồi khi mà mình cứ nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tâm, nghi ngờ tăng, thì đây là những cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện này sẽ tạo ra thành nghiệp ác. Rồi chính những cái nghiệp ác này á, quay trở lại trói buộc của mình, kéo mình xuống. Thì khi quý vị tưởng tượng coi 12 cái tâm bất thiện thì mình sẽ tạo ra nghiệp ác, mà nghiệp ác thì đi đâu quý vị? Đâu có đi lên được đâu, mình đi xuống 4 cái cõi khổ, phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi khi mà quay làm những nghiệp ác như vậy thì sao? Nó những nghiệp ác đó thì lại quay trở lại trói buộc mình, rồi đeo đuổi chúng sanh, đeo đuổi chúng ta, nó không có ra được. Rồi khi mà nó cứ quấn lấy mình như vậy á, thì mình nói chung những cái thứ này á, mình gọi là kiết sử, hay gọi là kiết sử phiền não, hay gọi là pháp trói buộc. Đó, cái chữ kiết sử thì có nghĩa là vậy đó quý vị. Là sa thú anh lý để nè, kiết có nghĩa là kết, cột chặt, ràng buộc. Còn sử là trói, sai khiến, điều khiển.
tức là nó vừa trói vừa sai khiến, nó điều khiển vừa cột lại vừa kết chặt lại, rồi nó ghìm mình xuống nữa, mình không có lên nổi, giống như một cái mình có một sợi dây mà nó quấn của mình rồi vừa kéo mình xuống nữa, tức là khổ, khổ ải vô biên hả quý vị. Thì khi thường thường á thì mình hay học chư tăng nói 10 kiết sử. Thì khi mà học 10 kiết sử rồi á thì mình sẽ thấy người ta hay nói là có hạ phần kiết sử và có thượng phần kiết sử. Về hạ phần kiết sử á thì mình nói tới 5 điều. Hạ phần kiết sử, dạ Nguyên Như xin đọc ra cái chữ Pali là ô răng phá ghi giá sằng dồ chá ná, ô rằm phá ghi giá sằng dồ chá ná. Thì cái phần hạ phần kiết sử này thì gồm có thứ nhất là thân kiến sắc cà giá đích thí, thân kiến sắc cà giá đích thí. Phần thứ hai thì gọi là hoài nghi quý trí kích trà, hoài nghi quý trí kích trà. Phần thứ ba thì gọi là giới cấm thủ xí lắp ba tá paramasa. Xí lắp ba tá paramasa là giới cấm thủ. Phần thứ tư là dục ái cà má rà gá, dục ái cà má rà gá. Phần thứ năm thì là sân. Có sách thì ghi là quý a pa đá, quý a pa đá. Cũng có sách thì gọi là Pa tí khá, Pa tí khá. Quý vị dùng chữ nào cũng được ha. Rồi Nguyên Như sẽ ôm lại. Thì cái phần thân kiến đó quý vị, thân kiến này là cái tà kiến mà chấp về thân, có nghĩa là chấp năm uẩn này là của ta, năm uẩn này là thường còn, mình là đây là sẽ không có chết, lúc nào cũng có ở đó hết. Mình cái gì cũng chấp về tôi buồn, tôi vui, tôi khổ này kia đó. Thì cái đó là tà kiến chấp về thân ha quý vị. Cái đó gọi là thân kiến. Về cái hạ phần kiết sử thứ nhì đó thì đó chính là hoài nghi. Mà hoài nghi nói chung đây là một cái thái độ không có tin, một cái thái độ gọi là lúc nào cũng ngờ vực, không có tin tưởng, một cái thái độ rất là hoang mang. Mà khi mà một người mà không biết một cái việc gì, chẳng hạn như không biết một cái địa chỉ đi đến nhà bạn mình nè, mình đi qua ngã tư đường, mình không biết là cái chỗ này ngã ba vậy, khúc này là quẹo phải hay quẹo trái nè, mình hay lộn tới lộn lui, mình cứ phân vân lưỡng lự đó quý vị. Rồi một cái người mà mình giống như uống một ly trà mà mình không biết là mình nên có bỏ đường không, hay là mình có bỏ đá hay không, có những cái lưỡng lự hoang mang vậy đó. Chút chút nhỏ nhỏ thì ở đây là thái độ hoài nghi thông thường nha quý vị, giống như cái bài hôm trước mình ôm đó, không có phải là cái hoài nghi đặc biệt. Cái hoài nghi mà quý trí kích cha ở đây á thì người ta nói về cái sự hoài nghi về không tin Phật nè, không tin pháp nè, không tin tăng nè, không có tin lý duyên khởi nè, không có tin là quá khứ hiện tại hay là vị lai. Thì cái đó mới là những cái hoài nghi mà mình nói ở trong cái kiết sử, cái hạ phần kiết sử nha quý vị. Chứ còn mà hoài nghi bình thường á, giống như không biết đường biết xá, không biết địa chỉ, không biết quẹo bên phải quẹo bên trái thì mình không có tính như trong đây nha quý vị. Thì mình cứ nhắc đi nhắc lại cái chỗ này hoài để mình đừng có quên ha. Rồi qua đến cái phần thứ ba là về giới cấm thủ. Tiếng Pali đó là Silabbata Paramasa. Giới cấm thủ ở đây á mình nói là một cái sự cố chấp do dính mắc vào một cái hình thức tu. Chẳng hạn như hồi đó mình có cái câu chuyện mà có một cái ông á, thì ổng tu về hạnh bò, rồi một ông mà tu hạnh về chó gì đó, quý vị có nhớ không? Khi mà mấy ông đó lên hỏi Đức Phật, rồi con tu như vậy con có thành thánh, thành về cái thành cõi chư thiên, lên trời cõi cao, thì Đức Phật mới nói là nếu mà ông tu con bò thì ông sẽ thành con bò, tu con chó thì thành con chó thôi, chứ sao mà đến thành chư thiên thành tiên được.
Thì đó là những cái giới cấm thủ, là những cái sự cố vô một cái hình thức tu hành vậy đó gì quý vị, giống như hình thức lõa thể này kia, rồi mình nghĩ là mình cực khổ như vậy thì mình sẽ được giải thoát đó. Rồi có một cái hình thức khác nữa là những cái giới cấm thủ này là chấp, rất là chấp nhất vào những cái điều tin, giống như là những cái vị mà cứ cố chấp ăn chay sẽ thành Phật, rồi ăn chay sẽ được giải thoát, những cái đó đó cũng là giới cấm thủ đó quý vị. Rồi những cái hình thức mê tín, chẳng hạn như khi mà mình làm lễ thì phải long trọng, đèn thì phải để cái hướng này, rồi mình lại phải kiểu gì, lại đứng lại ngồi, rồi lại bao nhiêu cái, phải là, giống như là có nhiều người là họ lại mỗi lần sám hối thì phải lại bao nhiêu trăm lại như vậy, phải đúng như vậy. Còn nếu mà thiếu thì bị sau đó, thì có tất cả những cái hình thức khổ hạnh và cực đoan á, những cái sự tu hành cực đoan cũng là mê tín luôn, cũng là cái giới cấm thủ đó. Thì mình tự mình gọi là mình quá chấp, mình chấp nhất vào một cái gì đó thì nó là giới cấm thủ đó. Rồi cái đó giống như Đức Phật không có đặt ra mà mình tự đặt luôn. Dạ sa thú anh Lý, đúng rồi. Mình tự đặt, mình thêm thắt vô đó đó, rồi mình tự thấy đó là đúng, rồi mình nghĩ đó là cái phương tiện giải thoát mà không phải điều mà Đức Bổn Sư dạy cho mình, thì đó chính là những cái giới cấm thủ, những cái đó không có đúng. Và thêm một ý nữa là vâng giữ theo những điều phi lý mà không có lợi ích, những điều phi lý không có lợi ích. Có những người thì nói là mình phải tối ngủ thì mình sẽ ngủ một chân thôi, đứng như là con vịt vậy đó, rồi ngủ như vậy một thời gian mà cái người nó khó, nó khổ như vậy á, thì mình sẽ đắc đạo mau, đắc đạo đạo gì thì không biết, nhưng mà thấy cái kiểu đó đứng giống con vịt thì chắc đạo nó cũng gần gần đâu đó. Có những cái vị mà quý vị nhớ trong kinh cũng có làm những cái lạ lạ đó, thì đó chính đó, tất cả những cái đó là giới cấm thủ hết đó quý vị. Rồi về cái thứ tư nè, là dục ái. Dục ái là sao? Tiếng Pali là Kama Raga, là những cái sự tham đắm, tham ái về những cái ngũ trần nè, những cái lục dục nè, tham ái những cái sự của thế gian, về trong cái cõi dục của mình. Mình tham những cái thứ đó, tham nhiều cái thứ tham ở trong cõi này lắm quý vị. Mình là cõi dục giới mà. Mình tham về cái mắt nè, mình thấy cảnh đẹp nè, cảnh nào thích, em nào đẹp, anh nào đẹp, mình thích hết, nhà đẹp, cái gì của mình cũng thích đẹp hết, quần đẹp nè, áo đẹp nè, xe đẹp nè, đến nỗi mà tóc cũng phải đẹp nè, móng tay, móng chân cũng phải đẹp nè, áo quần bận từ cái giỏ, cái bóp, cái xe, cái chén mình ăn cũng phải đẹp, quý vị thấy không? Ở trong cái bàn, cái ghế, đâu có cái nào xấu mà mình chịu đem về nhà mình đâu. Quý vị thấy nó tham đắm mà nó bị coi như là lúc nào mình cũng muốn là mình có cái gì đẹp, cái tham ái tham đắm ở đó hết. Rồi về cái phần thứ năm là về sân đây. Sân là quý a pa đá hay là pa tí khá. Thì sân đây là trạng thái tâm sân hận, hiềm hận hoặc là bất toại nguyện. Thì một ngày quý vị thấy mình có trong cái trạng thái tâm sân này bao nhiêu lần, trong trạng thái dục ái này bao nhiêu lần, hình như nhiều lắm quý vị hả? Nó chỉ thay đổi trạng thái và thay đổi tình hình thôi, chứ cái thực tính của nó thì giống y chang. Mình có con muỗi bay qua nó kêu o o, nổi tâm sân. Cái người mà bạn của mình lâu lâu tới chơi ngái một chút, o o o, nổi tâm sân. Rồi cái khi mà mình ra đường, hôm nay người ta chạy xe sao mà chạy gì mà lẹ quá, bay qua mặt mình cái dèo hớt hồn, rồi nổi tâm sân. Sang lên một cái mà không có signal, mình giật mình cái nổi tâm sân. Rồi chạy một hồi cái sao mà nó kẹt xe, đi làm đã trễ rồi mà còn kẹt hai ba chặng như vậy, về chết rồi, nhìn đồng hồ 5 phút trễ, nay ông boss la nữa, nổi tâm sân. Quý vị thấy tất cả những ngoại cảnh làm cho mình nổi tâm sân nó kinh khủng lắm. Rồi cái người mình thương mà hôm nay bận cái bộ đồ mà cái màu mình ghét á, cũng nổi tâm sân. Hình như là mình gặp cái gì mình cũng nổi tâm sân hết. Còn cái bữa nào mà mình không nổi tâm sân á, quý vị biết bữa đó là sao quý vị?
là mình chìm trong cái dục ái nè, mình nổi tâm tham, chứ không có phải là mình giỏi hơn cái bữa bữa nào quý vị thấy mình mà vui quá mà không có cái chuyện gì, gặp ai cũng cười, gặp ai cũng muốn ôm hôn hết trơn á, là bữa đó tâm tham nó nổi lên. À, hoặc là bữa đó về nhà đó là chắc bà xã mình nấu ăn ngon nè, hoặc là má mình sắp có món ngon bún bò quế hay bánh canh cua gì nè, à, hoặc là hôm nay sắp sinh nhật mình rồi nè, à, hoặc là hôm nay có thằng bạn mình nó có cái tiệc gì karaoke gì đó. Thành ra nguyên một ngày cái tâm phóng dật nó nổi lên đó quý vị. Rồi cái mình nghĩ hôm nay chỗ sao mình nhẹ nhàng thư thái quá, không phải đâu, không có phải là nhẹ nhàng thư thái đâu, mà tâm tham nó nhiều quá nó văng qua bên kia. Tức là mình có hai cái vách tường, một cái vách tường á, thì văng qua bên này á, thì nó quá sân, rồi không được á, thì nó văng qua bên kia nó quá tham. Còn quý vị biết mình đơ đơ chính giữa là lúc đó không, mình không có phải là mình không có đụng vách tường nào đâu, mà lúc đó cái tâm si nó nặng quá, xà thú hình lý, lúc đó là mới đơ đơ á. Lúc đó thứ hoặc là buồn ngủ quá nè, mệt quá nè, rồi cái si giống như một cái trạng thái mê mờ che kín quá, thì mình không có ban được chỗ nào hết, mình đờ đờ chính giữa, bắt đầu mình không biết mình làm cái gì, mình muốn cái gì, rồi mình cứ cà bơ đó, là ngay cái si. Thành ra trung đạo của mình hình như là ngay cái si hơn là ngay cái tuệ ha quý vị. Tức là chỉ có vòng vòng 12 tâm bất thiện là mình đi du lịch ngay cái ba cái tâm này nhiều nhất. Đó, thì Nguyễn Như đi qua sơ lại một lần nữa là về cái hạ phần kiết sử của mình á, thì mình sẽ dòng dòng trong cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là hoài nghi, cái thứ ba là giới cấm thủ, cái thứ tư là dục ái, và cái thứ năm là sân. Thì năm cái phần này á, là mình thích nó nhất, mình thấy nó thường nhất, mình xài nó nhiều nhất, mà mình gặp bạn mình xài cũng nhiều nhất, mà mình gặp người thân mình xài cũng nhiều nhất, mình nhắm mắt mình ngủ mình cũng xài nó, mình mở mắt mình đi làm mình cũng xài nó, mình vô chùa mình cũng xài nó quý vị, mà hiện nay mình đang học pháp mình cũng xài nó luôn, khổ vậy đó. Rồi Nguyễn Như sẽ ôn qua các cái thượng phần kiết sử. Thượng phần kiết sử ở đây thì có năm cái phần còn lại của 10 kiết sử mà chúng ta hay gặp, mà hay nghe Chư Tăng nói tới đó. Thì 10 cái thượng phần kiết sử đây, tiếng Pali là Uttamphagiyasangyojana. Uttamphagiyasangyojana. Thì mình gồm có 5 phần. Như theo cái thứ tự ở trên ha, xuống đi xuống là số 6 là sắc ái. Rubaraga có nghĩa là mình tham ái nơi các cõi phạm thiên sắc giới. Sắc giới nha quý vị, từ gì sắc ái, hay có những sách gọi là ái ái sắc cũng vậy. Sắc ái hay ái sắc, tức là mình tham đắm nơi các cõi phạm thiên sắc giới. Thì các cõi phạm thiên sắc giới thì mình ôm lại có cái trong bản niêu quý vị. Nếu mà quý vị còn có cái bản ra đó, thì mình có 15 cái tâm sắc giới đó. Thì có tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền. Rồi có tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Rồi tâm duy tác sơ thiền, tâm duy tác nhị thiền, tâm duy tác tam thiền, tâm duy tác tứ thiền, tâm duy tác ngũ thiền đó quý vị thấy không? Là 15 cái tâm đó là mình gom vô là cũng là sắc ái đó, nơi các cõi phạm thiền. Thì mình thích những cái cõi này nè, mình không có đi ra chỗ đó chứ không phải cái tâm nha quý vị. Anh Lý nói đúng, không phải những cái tâm đó mà mình thích về những cái cõi, mà về cái cõi sắc. Giống như mình đi tu một hồi á, mình chỉ thích vô những cái cõi đó thôi. Cái chỗ mà cái 15 tâm này nè, mình hướng về cái đó chứ không có cái phần mà mình không có muốn ra khỏi cái 31 cõi để mình đi vào niết bàn, mà cái tâm mình cứ thích những cái chỗ đó. Cái phần mà về cái vô sắc ái á, là mình thích cõi, những cái cõi phạm thiên vô sắc giới. Mình thích cái chỗ này thì cái từ Pali nó là Arubaraga. Arubaraga thì cái chỗ này mình sẽ cái tâm mình sẽ dính mắc vào những cái cõi vô sắc.
là khi quý vị học cái chỗ 12 tâm vô sắc giới này nè, cái dòng dòng chỗ đó thì cái tâm nó dính mắc. À, anh Lý nhắc cái chỗ mà mình không có tính cái tâm duy tác. Từ cái tâm duy tác này là do những cái vị A-la-hán họ có rồi họ mới xài. À, thành ra mình nói chung là mình hướng về cái, nếu mà mình hướng vào cái cảnh sắc giới, mình tham đắm trong đó thì mình gọi là ái sắc. Còn nếu mà mình hướng vào cái cõi mà vô sắc giới thì mình dính vô gọi là ái vô sắc. Ái sắc, ái vô sắc gì là mình cũng dính ở trong đó hết. Rồi đến cái phần số 8 đó quý vị, là ngã mạn, mà ná. Ngã mạn đây chính là một cái sự dính mắc trong cái trạng thái tâm tự đắc, tự kiêu, tự đại, tự cao, tự mãn. Ở trong đây nó có cái tự hơi nhiều ha. Cái gì cũng tự mình làm đó, tức là mình thấy mình hay nè, mình thấy mình giỏi nè, mình thấy cái gì mình cũng hơn người khác nè. Cái đó tự mình thấy thôi chứ chưa chắc người khác thấy nha quý vị. Tức là mình là big fan của ourselves. Tức là mình tự thấy mình quá tuyệt vời đó. Thì cái đó là trạng thái ngã mạn. À, nếu mà sau này mình đi vô cái chi pháp về ngã mạn, cái sở hữu ngã mạn, thì nó thiệt ra là nó có tất cả chính chính cái sự ngã mạn ở đây, bằng sánh bằng, hơn sánh bằng, thua sánh bằng, bằng sánh hơn, bằng như rất là nhiều. Rồi lúc đó mình sẽ nhân lên, mình sẽ phân tích sao ha quý vị. Bây giờ thì mình chỉ biết sơ sơ nó là ngã mạn, là mana, là một trạng thái tâm tự đắc, tự kiêu, tự đại, tự cao, tự mãn. Đó, những cái từ đó nhiều đó quý vị, cứ nhớ vậy là ngã mạn. Rồi mình sẽ đi sơ qua một cái phần thứ 9. Đây chính là tâm phóng dật. Tâm phóng dật, cái chữ Pali nó gọi là Uttachá. Uttachá đây là một cái trạng thái tâm lý rất là phóng túng, mà lúc nào nó cũng bị trần cảnh chi phối. Khi mà mình có cái trạng thái mà dao động đó, dao động, mình thì giống như bị distract nhiều quá, nó cũng gọi là chi phối, nó không có được tập trung đó quý vị. Lúc thì nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, thấy giống như là cái chữ tiếng Anh nó gọi là bị ADD, mà người ta hay uống Adderall đó, Adderall nhiều quá đó, Concerta này kia đó, nó cũng là một cái trạng thái phóng dật, người ta không có tập trung lại được. Khi mà mình ngồi mà mình thấy một cái người lúc nào cũng bấm cái viết á, bấm cứ tích, xong rồi khi mà người ta ngồi thì cái chân lúc nào cũng nhịp 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 nhịp, nhấn giống như là tối đa luôn, rất là lẹ. Hoặc là khi mà người ta lợi cái gian hàng, người ta mua đồ á, thay vì những người bình thường thì người ta đứng yên, người ta móc túi ra, người ta trả tiền, thì những người này cứ đứng đung qua đung đưa qua đung đưa lại, chạy tới chạy lui giống như đứng một chỗ không bao giờ yên được. Cái đó cũng là cái tâm phóng dật nó sai sử như vậy đó quý vị. Rồi cái thứ 10 đây là vô minh, avijja. Avijja đây chính là một cái sự tối tăm, một cái sự mê mờ, một cái sự ngu dốt, một cái sự mà không biết những chuyện đáng biết. Những cái chỗ này á, thì mình hơi khó phân biệt nha quý vị. Dạ vô minh thì cái chỗ này có những sách gọi là si vi tế đó quý vị. Si vi tế là vô minh. Thì cái sự tối tâm ngu dốt mà không biết những cái đáng biết này đó, không có phải là người ngu như mình nói trên thế gian nha quý vị. Giống như những người họ có thể học tới PhD, họ có 4-5 cái bằng cấp luôn, họ rất là giỏi, họ làm trong những cái diện hàn lâm, họ là những khoa học gia, không có nghĩa là họ không có vô minh. Cái chữ vô minh của Đạo Phật đây á, là không biết những cái đáng biết, tức là những không biết những cái mà khổ nè, vô thường nè, vô ngã nè, không biết về tứ đế nè, chứ không phải là không biết những cái sự vật thế gian nha quý vị. Nếu mà quý vị giỏi về một cái giống như thiết kế nhà cửa, quý vị vẽ những căn nhà rất là đẹp, thì Đức Phật cũng cho là những cái đó là biết những cái không cần biết, thì những cái sự biết đó của mình á, nó không có liên quan gì cái kiểu vô minh này hết. Nhiều khi mình hay lộn chỗ đó nha quý vị. Vô minh đây á, không có phải là stupid, cũng không phải là ngu. Những cái người này rất là giỏi, có bằng cấp nè,
có những là bác sĩ là làm những trong viện hàn lâm nè, có thể là những tổng thống của những các quốc gia luôn, nhưng mà những người này vẫn vô minh. Tự vì họ không biết bốn đế, họ không biết nhân quả, họ không có biết là những cái có mặt trên đời có rồi sẽ mất, rồi gọi những cái mà gọi là vô thường khổ não vô ngã, rồi họ không mới biết về Vipassana, không biết ngồi thiền, không biết những thực tánh pháp, thì cái đó gọi là vô minh nha quý vị. Mình nhắc lại với nhau chỗ này ha. Thì bây giờ như ôm lại sơ cái thượng phần kiết sử thì gồm có 5 phần là sắc ái nè. Vô sắc ái là mình ái về những cái cõi sắc giới. Vô sắc ái là mình ham thích và mê đắm những cái cõi vô sắc. Rồi ngã mạn là cái trạng thái tự kiêu. Phóng dật là trạng thái rất là dao động, phóng túng và bị bất cứ trần cảnh nào cũng chi phối. Và thứ 10 là vô minh, là sự tối tăm, ngu dốt và không biết những điều cần biết nha quý vị. Rồi khi mà mình ôn qua 10 cái kiết sử như vậy đó, thì mình sẽ thấy có một cái phần là cái thân kiến và cái giới cấm thủ đó, thiệt ra nó chính là tà kiến. Mà có những cái chỗ chẳng hạn như trong 10 kiết sử này thì người ta sắp thành hai loại dưới góc độ khác nhau. Một cái loại là chấp thân và một cái loại là chấp những cái điều mà mình tin, những cái điều khổ, những cái hình thức mê tín, những cách tu hành. Giống như những cái belief, những cái tin của mình á, thì chia làm hai cái loại. Nhưng mà cả hai loại giới cấm thủ và thân kiến này thiệt ra đều là tà kiến hết. Rồi, vậy ha quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau ôm cái chỗ mà về cái 10 kiết sử mình mới vừa ôm qua đó. Thì mình ôm sơ về cái chi pháp. Thì khi mà quý vị nói về thân kiến á, thì quý vị nghĩ là cái chi pháp nào, cái bản thể pháp, tức là cái sở hữu nào là nó có liên quan tới thân kiến. Cả nhà có thể post lên ha. Giống như là về thân kiến nè. Thì quý vị thấy trong cái từ ở đây là mình nói về cái những cái bất thiện. Thành ra trong cái 12 tâm bất thiện này thì nó cũng sẽ có 14 cái sở hữu bất thiện. Thì quý vị thấy trong thân kiến này thì mình có sở hữu gì? Quý vị có nói sơ qua được không? Thí dụ như thí dụ như thân kiến thì quý vị thấy cái mình sẽ có sở hữu con mình sẽ có là si nè, vô tàm nè, vô quý nè, phóng dật nè, tham, tà kiến, ngã mạn. Về sân á, thì mình có sân tật lận hối. Rồi về hôn trầm thì mình có hôn trầm và thụy miên. Về hoài nghi thì mình có sở hữu hoài nghi. Thì quý vị thấy trong tà kiến hay thân kiến thì mình có cái sở hữu gì? Nó là bản thể pháp của cái thân kiến. Có ai có câu trả lời không? Có thể post lên cho Nguyên Như được không? Cái thứ nhất là thân kiến nè. Quý vị nghĩ sở hữu nào? Nó đi vô đây. Sở hữu tà kiến, phải không? Sa thú anh Mỹ, còn ai nữa không? Thân kiến là sở hữu tà kiến. Thần kiến là sở hữu tà kiến. Xong rồi á. Ok. Nếu mà gọi là thân kiến là sở hữu tà kiến á, thì quý vị thấy cái tâm nào nó đi theo cái sở hữu tà kiến hay là thân kiến? Bây giờ mình chỉ gói gọn vô 12 cái tâm thôi nha quý vị. Mình đi từ từ để cả nhà thấm chút chút ha. Chứ mình đi lẹ quá thì có sẽ nhiều người theo kịp và nhiều người không có theo kịp. Ok. Bây giờ thân kiến thì mình sẽ có sở hữu tà kiến. Rồi trong cái 12 tâm tham, trong cái 12 tâm bất thiện, nguyên như ôm lại cái tâm bất thiện nha, thì mình có 8 tâm tham nè, 2 tâm sân nè, 2 tâm si nè. Khi quý vị nhìn vô tâm tham đó thì nó sẽ có 4 tâm tham thọ hỷ, rồi 4 tâm tham thọ xả. Khi mà 4 tâm tham thọ hỷ, tức là màu đỏ đó, quý vị có thể nhìn vô bản niêu khi Nguyên Như nói ha. 4 cái tâm tham thọ hỷ đó
Khi quý vị thấy hai cái tâm tham thọ hỷ đầu á, là hai cái hợp tà, hai cái tâm tham thọ hỷ sau là ly tà. Rồi khi mà quý vị vô bốn cái tâm tham thọ xả đó, hai cái tâm tham thọ xả đầu đó là hợp tà, rồi hai cái tâm tham thọ xả đầu đó sau đó là ly tà. Thành ra khi mà quý vị thấy cái chữ anh Lý mới post lên đó là trong cái thân kiến này nó có sở hữu tà kiến, có nghĩa là nó hợp tà, thì quý vị thấy tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ hai, tâm tham thứ năm và tâm tham thứ sáu, tức là bốn tâm tham đó, đó là hợp tà đó quý vị. Hợp tà có nghĩa là có tà kiến đó. Thành ra quý vị thấy thân kiến á, là mình sẽ lấy cái tâm tham 1, 2, 5, 6. Quý vị theo được không? Mình đi chậm chậm ha. Từ cái này nếu mà vị nào mới có du đọc á, thì rất là khó theo. Nhưng mà từ từ thì thiệt ra nó dễ lắm. Thường thường có những sách đó quý vị, họ nói 12 tâm bất thiện thì họ sẽ đánh số luôn. Lâu lâu Nguyên Như nói là tâm tham số 1, số 2 như vậy. Nhưng mà sau này quý vị mà quen đó thì quý vị sẽ nhớ là 1, 2 là hợp tà, có nghĩa là tâm tà kiến. 5, 6 cũng là hợp tà mà là thọ xả, cũng là tà kiến. Rồi về cái tâm sân á, quý vị sẽ thấy là mình đánh số 9, số 10 ha. Tự tham nó có 8 rồi, thành ra sân nó sẽ có là số 9 với số 10 theo thứ tự. Số 9 nó là vô trợ nè, số 10 là hữu trợ. Rồi sau đó quý vị sẽ đi xuống tới tâm si là số 11 với số 12. Thành ra quý vị thấy 12 tâm bất thiện mình sẽ đánh số theo cái bảng nêu đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha. Thì cái khi mà mình thân kiến á, thì cái bản thể pháp của cái thân kiến nó chính là sở hữu tà kiến. Xong rồi mình đi theo cái tâm là sao? Là sẽ có cái tâm số 1, số 2, số 5, số 6, quý vị thấy không? Tự vì chỉ có hai cái tâm đó là hợp tà thôi. Quý vị có theo được không? Cho Nguyên Như mấy cái bông đi. Người nào hiểu để cái bông lên cho Nguyên Như ha. Tự vì bà con im ru, Nguyên Như không có biết bà con dò tới chỗ nào rồi. Sa thú anh Tính Pháp, sa thú anh Phan, sa thú anh Giang. Rồi Nguyên Như đi qua tới số 2 ha. Số sa thú chị Nguyên Trang. Số 2 nè, chính là hoài nghi. Hoài nghi thì mình nói về sở hữu hoài nghi. Mà trong cái sở hữu hoài nghi đó thì mình sẽ nói về chỉ có một cái hoài nghi là hoài nghi đặc biệt thôi. Còn hoài nghi thông thường mình không có nói ở đây quý vị ha. Thì hoài nghi chính là sở hữu hoài nghi. Là cái phần mà 14 tâm bất thiện á, chia ra làm 5 phần nè. Si phần, tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi. Thì quý vị thấy cái cục tròn tròn cuối cùng á, tâm sở hoài nghi đó chính là cái hoài nghi đây. Thì hoài nghi đây nó hợp với cái tâm nào của tâm bất thiện quý vị? Cái này trong bài cũng như không có ghi ra nha, để úp úp mở mở cho bà con theo. Cái hoài nghi này quý vị thấy hai cái tâm si đó, thì quý vị thấy cái nào là thuộc về cái tâm nào là của cái hoài nghi quý vị? Quý vị thấy cái tâm si, tức là cái tâm số 11 và cái tâm số 12, sa thú anh Kevin. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ không biết là Nguyên Như có Nguyên Như còn nghe không? Nguyên Như bị rớt mic rồi ạ. Dạ kính mời bàn tay Nguyên Như nha. Dạ, chắc bị chạy ra rồi. Nguyên Trang xuống mic nha, mời Nguyên Như nha.
Nguyên Như ơi, Nguyên Như chưa có cầm mic Nguyên Như ơi. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. À, Nguyên Như chạy ra rồi, chạy vào. Đúng rồi, không biết Nguyên Như còn trong room không? Nguyên Như, ủa còn cái nick Nguyên Như trong room mà. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Quanh Phan, Quanh Phan, cảm ơn. Đúng rồi, Nguyên Như phải log out rồi. Dạ, dạ kính xin đạo tràng chờ một chút ạ. Ủa xong, không biết mọi người có thấy nick Nguyên Như trong đây không? Dạ Nguyên Trang thấy nick Nguyên, có bàn tay hả? Rồi, rồi Nguyên Trang xin xin nick. Hello, dạ cả nhà có nghe được Nguyên Như chưa ạ? À? Rồi, rõ rồi phải không bà con? Dạ, dạ, sa thú, sa thú. À, Nguyên Như qua cái lại cái chỗ mà giới cấm thủ ha. Khi mà mình nói giới cấm thủ á, là bật mí ra luôn cho cả nhà là sở hữu tà kiến. Thì mình y chang cái phần về thân kiến, tức là cũng cái tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6 nha quý vị. Là nó cùng cái sở hữu tâm tà kiến và nó cũng dùng cái tâm là 1, 2, 5, 6 của tâm tham đó, bốn cái tâm là hợp tà đó. Rồi bây giờ mình qua tiếp cái phần dục ái, cả nhà thấy phần dục ái thì sao? Phần dục ái này là mình có cái sở hữu gì trong đây? Sa thú anh Lý, tham ha Nguyên Trang, chị Nguyên Trang tham luôn. À, sở hữu tham thì quý vị thấy đi với cái tâm gì? Sở hữu tham thì đi với cái tâm gì đây? Nó có giống như cái tâm thân kiến và cái tâm của giới cấm thủ không quý vị? Nếu mà mình nói là mình tham nè, tham tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ, à, rồi mình tham về cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, thì nó có giống cái tâm mà mình xài ở trong thân kiến giới cấm thủ không? 3478 hả? Sa thú anh Kevin. 3478 nha quý vị. Nó không có giống trong cái thân kiến và giới cấm thủ nha quý vị. Tự vì thân kiến giới cấm thủ là nó là thuộc loại là gọi là tà kiến rồi. Còn cái tham này thì không phải tà kiến, nó chỉ là tham la, tham những cái ngũ trần lục dục thôi nha quý vị. Thành ra đúng rồi đó, là những cái tâm tham còn lại á, là nó có trong tham hết nha quý vị. Rồi tới cái phần tâm sân thì quý vị thấy cái bản thể, cái chi pháp của cái sân này là gì, của cái kiết sử sân này là gì ạ? Nếu mình nói mình sân, dạ anh Thính Pháp nói là tâm 9-10, nhưng mà sân này là cái chi pháp. Cái chi pháp tức là mình vô cái sở hữu gì? Cái sở hữu gì trong cái tâm sở? Quý vị thấy tâm sở gì? Dạ, sân là thọ ưu, đúng rồi. Thì cái bản thể của tâm sân lúc nào cũng thọ ưu, là nó là tâm 9 và 10. Thì cái tâm sân đây nó chính là sở hữu sân nha quý vị. Cái sở hữu sân là chính mình giận. Còn cái về cái sân phần thì chưa chắc, tự vì nhiều khi là có sân thật tật lận hối, nhiều khi có mình có sân mà mình lúc đó không có đang tật hay đang lận, mà mình chỉ là sân thôi nha anh Ca Vinh. Thì sân này là sở hữu sân, là nó là chính xác vô luôn. Và cái tâm á, giống như anh Thính Pháp nói, cái tâm mà về cái kiết sử về sân á, sẽ có tâm 9 và ngừa 10. Chính xác, xuất sắc luôn. Rồi mình đi tiếp xuống cái thượng phần kiết sử nè, về cái sắc ái và vô sắc ái mình nói chung luôn đi.
thì những cái ái này quý vị thấy ra, thấy cái sở hữu gì nó involve vô, cái sở hữu gì sai khiến là bản thể của sắc ái và vô sắc ái. Xà thú anh sư huynh lý tham luôn nha quý vị, nó giống hệt như cái dục ái đó, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, tham hết. Thì cái tâm tham nào là nó involve vô? Hình như trong đây không có tà kiến ở đây, anh Mỹ ơi, nó chỉ là tham thôi. Tham cái sắc ái, vô sắc ái, người ta chỉ thích những cái cõi đó, chứ không có involve tà kiến trong đây. Như vậy, những cái sắc ái và vô sắc ái, những cái sắc ái và vô sắc ái này thì quý vị thấy những cái tâm nào nó involve quý vị? Cái tâm tham nào? Tụi mình nói sở hữu tham sẽ đi với tâm tham. Sẽ có cái tâm nào involve vô đây? Trong cái sắc ái và vô sắc ái quý vị? Cái tâm số mấy của tâm tham nó dính líu tới sắc ái và vô sắc ái? Có ai có ý kiến không? Tâm tham nào dính vô? Tâm tham ly tà. 3, 4, sao có 5 vậy? Tại sao có 5 vậy? 3, 4, 7, 8 thôi chứ. Nó đâu có tà kiến đâu anh. 3, 4, 7, 8 thôi. Không có 5. Dạ, xa thú. Thì nó sẽ giống hệt như là cái tâm trong dục ái hay quý vị? 3, 4, 7, 8. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái giống hệt nhau, 3, 4, 7, 8. Rồi mình đi tới ngã mạn nè. Ngã mạn là có cái tâm sở gì dính vô đây quý vị? Bản thể của nó. Quý vị ra từ từ đi ha. Rồi sau này mình sẽ thấy nó rõ trong cái tâm mình hơn. Mình khỏi có đoán ha. Nếu mà một người rất là ngã mạn, rất là kiêu căng, rất là tự đại, cũng có thể người này tự ti luôn, thì người này dính cái sở hữu gì trong đó quý vị? Cái người ngã mạn thì thuộc về tham phải không? Xà thú. Mà về tham, dính về tham rồi đó. Nhưng mà cái sở hữu gì? Cái sở hữu gì? Xà thú. Xà thú anh Kevin, sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn. Xà thú anh Thính Pháp. À, coi lại nha. Nếu mà sở hữu ngã mạn thì quý vị thấy tâm tham số mấy? Nếu mà anh nói cái tâm tham số 2 đó, thì nó là cái hợp tà kiến rồi nha anh Thính Pháp. Cái hợp tà đó thì ngã mạn không có đi chung. Thành ra khi mà anh có hợp tà thì sẽ, khi mà anh có tà kiến thì không có ngã mạn, có ngã mạn thì không có tà kiến, là chắc chắn cái tâm thứ hai của anh Thính Pháp không có rồi đó. 3, 4, 7, 8 là chính xác nhất. Ok, cái chỗ mà vì sao đó một hồi để dành sư huynh lý giải thích cho bà con nha. Hồi sư huynh nôn ôm chỗ đó. Cái chỗ ngã mạn đó thì giống hệt như là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 3, 4, 7, 8. Rồi, cái đi qua như qua tiếp tục cái chỗ mà si phóng dật đây. Si phóng dật thì quý vị thấy là có cái sở hữu gì vô? Phóng dật. Si thì rõ ràng là có cái si phần vô rồi phải không quý vị? Si phóng dật thì tâm sở gì đây? Tâm sở phóng dật, xa thú anh Kevin. Si phóng dật, tâm sở phóng dật. Rồi như vậy tâm si gì? Nó lãnh đạo cái thằng này đây. Si phóng dật anh Thính Pháp ơi, không phải hoài nghi đâu. Tự vì tâm sở hoài nghi nó có phía trên là phần kiết sử thứ hai là si hoài nghi rồi. Bây giờ mình tới si phóng dật thì không còn si hoài nghi. Tự vì mình có hai tâm si, một là si hoài nghi, hai là phóng dật. Thành ra cái tâm si phóng dật này là tâm cuối cùng, tâm số 12 nha. Không phải tâm si số 11 đâu nha. Xả thú cả nhà. Cái cuối cùng vô minh. Cái vô minh thì quý vị thấy là si vi tế. Như vậy vô minh này là gì đây? Sở hữu gì đây quý vị? Đương nhiên là sở hữu bất thiện rồi. Sở hữu si. Mà sở hữu si đó là sẽ đi một dùm luôn. Sở hữu si. Sở hữu si đi với tâm si gì? Cả nhà. Cái cuối cùng vô minh nó đi với tâm si gì?
si hoài nghi hay là si phóng vật đây? Mãi vô sở hữu si đi với tâm si gì đây? Quý vị nghĩ ra chưa? Anh Cabin sai rồi. Vô minh. Vô minh. Vô minh là đến khi mà bậc A-la-hán mới hết cái si này. Thành ra không phải si hoài nghi nha quý vị. Si phóng vật thôi. Si số 12 đó. Ok. À, bây giờ nếu mà người nào thắc mắc là tại sao mà vô minh không phải si phóng vật mà là si không phải là si hoài nghi mà là chỉ là si phóng vật thôi, bây giờ mình đi qua cái phần cuối cùng là mình sẽ coi những cái bậc bốn cái bậc thánh nhân đó thì họ sẽ có cái nào và mất cái nào nha quý vị. Bây giờ mình quen thuộc với cái 12 tâm bất thiện ha, mình quá quen thuộc với cái này rồi. Nhưng mà nhiều khi hồi xưa giờ mình học như vậy mà mình không biết là trong những cái bậc thánh đó, bậc thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì họ sẽ có những cái tâm nào. Nếu mà quý vị nào có cái viết chì á thì viết sơ sơ xuống ha. Như đọc sơ một loại nè, một lượt nè. Cái sự tận diệt các loại tâm bất thiện do bốn hạng thánh nhân thì cái bậc đầu tiên á là một cái vị thánh nhập lưu gọi là Sotapanna hay là Tu Đà Quần hay là vị thánh Thất Lai, thì vị này đã đắc được tầng thánh thứ nhất. Khi mà đắc tầng thánh thứ nhất á thì diệt được ba hạ phần kiết sử hồi nãy giờ mình học á, số 1, số 2, số 3 nha quý vị. Vị này diệt được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Quý vị nhớ ha. Vị thánh nhập lưu sẽ diệt được ba hạ phần kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Có nghĩa là vị này sẽ diệt được cái tâm số 1, tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5, tâm tham số 6. Tại sao? Tự vì cái phần mà thân kiến và giới cấm thủ đó quý vị, mình mới vừa ôn đó, là những cái gì mà tà kiến á, là mất hết rồi. Thành ra khi mà một cái vị thánh nhập lưu này, khi mà đắc cái tầng thánh thứ nhất rồi á, tự nhiên bốn cái tâm tham này, bốn cái tâm tham hợp tà đó biến mất trên bảng niêu. Quý vị nhớ nha. 1, 2, 5, 6. Biến mất liền, phập cái mất liền. Và cái tâm số 11 là gì? Là chính là cái hoài nghi, cái tâm si hoài nghi đó mất luôn. Tức là trong cái vòng tròn của cái tâm tham sẽ biến mất hai cái vòng tròn, thứ cái tâm tham thọ hỷ đầu tiên và hai cái tâm tham thọ xả đầu tiên biến mất. Và cái tâm si thứ nhất, tức là cái tâm số 11 đó biến mất luôn nha quý vị. Có nghĩa là sao? Vị này vì mất thân kiến, vì không còn thân kiến, diệt thân kiến, diệt hoài nghi, diệt giới cấm thủ. Thành ra tâm tham thứ nhất, thứ nhì, tâm tham thứ năm, thứ sáu và tâm si xứ thứ nhất cũng có nghĩa là tâm bất thiện số 11 đó, là si hoài nghi đó, biến mất gì đó, hoàn toàn không có những cái tâm này nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị này chỉ còn có cái tâm thứ ba, thứ tư, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, 10 và 12 thôi. Tức là còn lại những cái tâm tham ly tà. Vị này còn y nguyên hai cái tâm sân. Và vị này còn si phóng vật. Thành ra quý vị đừng có nói người nào sao tu hoài cũng còn sân nha. Mình nói vậy là mình không biết pháp đó. Còn y nguyên. Khi mà mình đắc quả đầu tiên còn y nguyên. Sân y nguyên à, không có khác gì trơn á. Mình chỉ mất được cái thân kiến, mình chỉ mất được hoài nghi và mình chỉ mất được giới cấm thủ. Nhớ ha. Tức là 12 tâm đó, mình mất được mấy tâm quý vị? 5 tâm, cũng dữ dội lắm rồi đó. Còn mình á, thì tất cả mọi người trong lớp mình đây còn đủ 12, mình rất là giàu có. Mình đi qua tới cái vị thánh mình đi qua cái quả vị nhập lưu á, thì mình mất 5 tâm.
Ở đây Nguyên Như đếm lại còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình chỉ còn 7 tâm thôi. Qua đến đắc tịnh thánh thứ nhất, mất 5 cái tâm. 4 cái tâm tham ly, 4 cái tâm tham hợp tà và 1 cái tâm si hoài nghi đặc biệt đó. Mình còn có 7 tâm còn lại. Rồi khi mà mình đắc tới quả vị nhất lai có nghĩa là Sakkada Gami, tức là gọi là tu đà hàm đó quý vị, tu đà hàm đó, thì mình đã mình chung có thể gọi là vị này đã đắc được cái tầng thánh thứ nhì rồi đó, thì những cái tâm này á nó chỉ yếu, nó chỉ muội lược lại thôi, nhưng mà sorry là mình không mất đi được thêm cái tâm nào hết, nó còn y nguyên, nó còn y nguyên giống như là cái quả tư đà vườn nha quý vị, nó không có mất đi được mà nó chỉ muội lược thôi. Như đọc ha, một cái vị nhất lai Sakkada Gami, tức là tư đà hàm, đã đắc được tầng thánh thứ nhì nè, thì sẽ làm suy giảm năng lực của hai cái loại tâm sân thứ 9, thứ 10. Vì Ngài chỉ làm suy nhược hai cái kiết sử dục ái và sân thôi. Cũng có nghĩa đó là những cái tham á, cái tâm tham, những cái tâm tham ly tà còn lại đó Ngài cũng làm yếu rồi nè. Và cái tâm sân thứ 9, thứ 10, Ngài cũng làm suy yếu, giảm nhiều rồi. Những cái thô nói là suy yếu thôi, chứ mình nhìn mình cũng không có thấy đâu quý vị. Những cái thô thì nó rớt mất tiêu rồi, đã thánh rồi mà. Những cái vi tế ở trong tâm người ta hay các ngài thấy thôi. Mình là phàm tu phu tục tử, mình không có thấy đâu quý vị ơi. Nói vậy chứ người ta cũng dữ dội lắm rồi. Lên đến bậc thánh thứ nhì đâu có giỡn đâu. Mình là còn xa lắc xa lơ mới tới, chứ đừng có đọc đây xong rồi khi dễ trội ông này mới có giảm nhẹ mà không mất cái tâm nào quý vị. Đừng nghĩ vậy nha, chết luôn á. Nhưng mà theo cái lý thuyết á, thì cái vị thánh nhất lai này á, thì vẫn còn nguyên cái số lượng tâm giống như cái vị dự lưu vậy. Nhưng mà vì cái hai cái phần kiết sử của cái hạ phần là hai cái cuối cùng đó quý vị, dục ái và sân, họ giảm, họ suy nhược lắm rồi. Thành ra họ sẽ qua đến cái tầng thánh nhất lai này nè, họ sẽ làm suy yếu như vậy. Còn nguyên cái số lượng tâm, nhưng mà tất cả đã mùi lược, đã suy yếu rất là nhiều rồi. Rồi mình tiếp tục mình đi qua cái vị cái bậc thánh bất lai, tức là Anagami hay là Anaham. Khi mà đến Anaham rồi đó, quý vị thấy rụng lên, rụng một cái chỗ nào, mình rụng hai tâm sân nha quý vị, mất tiêu luôn. Tự vì sao? Tự vì họ đã hoàn toàn cắt đứt được hai cái kiết sử của cái hạ phần này rồi. Thành ra cái sân nó rớt mất luôn. Cái tâm sân số 9 và cái tâm sân số 10 không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa, của những vị bất lai, mất tiêu luôn. Có nghĩa là trừ thêm được hai tâm nữa, khi mà mình qua đến cái bậc thánh bất lai đó, mình còn lại chỉ có 5 tâm mà thôi. Từ dự lưu tới nhất lai mình còn 7 tâm, đi qua tới bất lai mình mất hai cái tâm sân. Lúc này mình chỉ còn 5 tâm còn lại của 12 tâm bất thiện mà thôi. Quý vị thấy không? Khi mà đến bậc thánh bất lai rồi á, mình vẫn còn tham và mình vẫn còn si vi tế, có nghĩa là vô minh đó. Vì thấy vô minh nó dễ sợ không? Thành ra mình đừng có nghĩ cái chữ vô minh là cái chữ mà ngu dốt như mình nghĩ thường nha quý vị, không phải đâu. Cái chữ vô minh trong đạo Phật nó khác, nó sâu sắc hơn nhiều lắm. Về rồi qua cái phần thánh bất lai này đó, thì mình chỉ còn lại có 5 tâm mà thôi. Tức là cái vị này đã diệt được, triệt tiêu được thêm hai kiết sử dục ái và sân. Thành ra Nguyên Như nhắc lại, hai cái tâm sân nó bị triệt tiêu, mất tiêu. Số 9, số 10 mất luôn quý vị ha. Chỉ còn có cái tâm 3, 4, 7, 8 và cái tâm cuối cùng của si là tâm số 12 mà thôi nha quý vị. Rồi tới cái bậc thượng thủ trong đây là một cái vị Arahatta, một vị A-la-hán rồi. Tức là khi mà một vị A-la-hán đã đắc cái quả này rồi, thì vị này không còn một cái loại nào trong 12 tâm bất thiện hết. Vì sao?
vì Ngài đã diệt được sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh luôn. Quý vị thấy hồi nãy mình mới ôm trong cái phượng thượng phần kiết sử đó. Khi mà tới quả vị A-la-hán á, Ngài quay một cái, mất hết năm cái còn lại. Sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Khi này đó thì quý vị thấy 12 cái tâm bất thiện trên cái bảng niêu mình đó là không còn nữa. 12 cái tâm bất thiện không còn nữa có nghĩa là sao? Mất tiêu luôn rồi, quý vị thấy không? Càng tu lên cao, người ta càng mất. Chứ người ta đâu có đâu, đúng không? Hồi nãy mình, phàm phu mình có đủ 12 nè. Càng tu lên sao thành zero rồi. Thành ra mai mốt á, mình gặp bạn bè, mình đi tu, mình hỏi nay anh học được cái gì? Thì mình phải hỏi là hôm nay anh mất được cái gì hả quý vị? Thành ra thấy không, thấy tuyệt vời cái chỗ mà từ số 12 của phàm nhân mình đi, mình lết từ 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 lên tới a la hán, mình thành zero luôn hả quý vị. Từ cái chỗ mà phàm nhân á tới cái tức là mình có đủ 12 tâm á, thì cái vị dự lưu á mất đi 5 tâm. Cái chỗ mà 12 tâm mà mất đi 5 tâm này là cái chỗ khó nhất hả quý vị. Khi mà từ 5 tâm tới 5 tâm yếu muội lượt xuống á, nó dễ hơn chút xíu, nó không có khó giống như phàm nhân đi qua tới dự lưu. Cái đó cái chỗ đột phá từ phàm thành thánh nó khó nhất. Từ cái bậc thánh thứ nhất đi qua cái bậc thánh thứ hai á, thì nó dễ hơn. Nhưng mà từ bậc thánh thứ hai đó để mà đi qua cái bậc thánh thứ ba, tức là bất lai đó, tức là mình phải mất thêm 2 cái tâm nữa. Nó diệt luôn cái chỗ phần còn lại, nó quét gọn hết cái hạ phần kiết sử đây đó, thì nó khó hơn. Nó khó hơn là từ cái dự lưu đi qua nhất lai, tức nhất lai đi qua bất lai đó là nó khó hơn. Nhưng mà từ bất lai tới A-la-hán thì gần tới nơi. Quý vị tưởng tượng không, nếu mà mình là cái bậc thánh thứ ba rồi đó thì mình đâu có kinh khủng nữa. Mình cứ lúc đó thoải mái quá quý vị ha, tưởng tượng. Mình cứ dùng tâm phàm phu mình tưởng tượng chút xíu đi cho nó đỡ ghiền ha quý vị. Nếu mà mình chỉ còn có 5 cái tâm 3, 4, 7, 8 và 12 đó, thì mình không biết lúc đó người ta tu tà tà hay là người ta tu ghê rợn hay sao quý vị. Mà trong một thời gian nào đó thì cái quý vị này sẽ coi như là giống như anh Lý hồi nãy nói nè. Khi mà những cái tâm này mất có nghĩa là 14 cái sở hữu bất thiện cũng đã diệt xong. Có nghĩa là 5 cái tâm, năm cái tâm còn lại của bất thiện là 3, 4, 7, 8 và số 12 này mất tiêu. Rồi tất cả cái 14 sở hữu bất thiện cũng mất luôn. Trời ơi, nó nhẹ nhàng quá. Không biết chừng nào lớp mình có thể đi đến chỗ này hay quý vị. Mà mình học chỗ này mình biết á, mình cũng đủ hoan hỷ và cũng đủ xa thú rồi. Thành ra khi mà quý vị học vô cái phần mà di diệu pháp này nè, quý vị sẽ thấy nó ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình sao quý vị. Thấy không? Thấy mình đi tu từ từ, mỗi ngày mình lên mình nhìn cái bảng niêu 12 tâm bất thiện của mình, nhìn mình rọi, mình dùng giống như kiến chiếu yêu, mình rọi lại mình coi hôm nay mình còn nguyên hay là mình mất được cái tâm nào rồi. Nếu mà mình bữa nào mà mình vô mình thấy mình mất sơ sơ là sao 1, 2 với lại 5, 6 mình không còn ha. Rồi sao tự nhiên cái số 11 mình sao mình không còn hoài nghi gì hết mà rốt ráo như quý vị, là lúc đó là chuẩn bị gọi bà mừng đi ha. Rồi bà con ăn mừng là mình cũng đâu đâu cái chỗ dự lưu rồi ha quý vị. Thôi bây giờ cũng là tới 10:44 rồi. Hồi nãy anh Lý có nói cái chỗ mà tại sao gì đó, anh Lý xin mời anh Lý cầm mic nói 1, 2 phút về cái chỗ mà tại sao mà cái chỗ ngã mạn đó anh Lý. Xin anh Lý nha. Sa thú xin mời anh. Dạ, Nam Mô Bụt Đà Dạ, Nam Mô Đàm Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin kính lãnh lễ chư quý sư tổng quát và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Không biết làm sao nãy đã con hỏi anh chị rồi, bị cô nhiều có lộ ra cho xử luôn, là tự biên tự diễn luôn. Dạ, thì xin phép chia sẻ với cả nhà và cũng đồng thời. Dạ, cảm ơn. Dạ, đúng rồi, nghĩ lại, phải nghĩ lại. cái tâm tham thì
tham phần nó có tham, tà kiến và ngã mạn. Phần này chúng ta đã học ở Thầy Kinh, thì khi tham nó kết hợp với tà kiến thì nó cho chúng ta những cái tâm tham thuộc về hợp tà, tức là 1, 2, 5, 6. Và khi tham nó kết hợp với sở hữu ngã mạn thì nó cho ra những cái tâm tham thuộc ly tà, tức là 3, 4 và 7, 8. Thì có một điểm đặc biệt là tham khi kết hợp tà kiến thì không thể có ngã mạn, và ngược lại khi tham mà dưới hình thức của ngã mạn, tức là tham, tâm sở tham kết hợp với tâm sở ngã mạn thì nó không có tà kiến. Là vì sao? Là vì tâm tham, tham là trạng thái dính mắc, mà dính mắc là dính mắc vào cái cảnh. Thì cảnh nó có hai loại cảnh, là cảnh nội và cảnh ngoại. Cảnh ngoại đó tức là khi nhìn ra ngoài, nhìn ra ngoài thì có sự so đo, tại vì có tham là có so đo, và có so đo tức là có tham so đo để mà so sánh giữa cảnh ngoại là ai đó, cái gì đó, vật gì đó, pháp gì đó với lại cái gì đó ở trong ta, vì còn thấy có cái ta đây nè, cho nên là cho nên mới có cái chuyện tham, tham ngã mạn thì nó được trình bày qua các pháp hơn bằng và thua, tức là mà hơn ý hơn, hơn ý bằng và hơn ý thua, rồi bằng ý hơn, bằng ý bằng, rồi bằng ý thua, và thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Thua bằng hơn ở đây có nghĩa là gì? Giống như mình học dở hơn ai đó mà mình nghĩ mình học giỏi hơn người ta, mình thật ra sự là mình giỏi hơn người ta mà mình nghĩ mình dở hơn người ta. Những cái trạng thái so đo, so sánh như vậy đó thuộc về tam tham và kết hợp với ngã mạn. Thì khi kết hợp với ngã mạn, tức là cái tâm tham dính mắc với cái cảnh ngoại, mà cảnh mới ngoại thì không phải là cảnh nội, mà cảnh nội khi mà tham ngó vào đó thuộc lại là tham tà kiến, tức là thấy cái thân này là thật, thấy cái sắc thọ tưởng hành thức này là thật, là của ta, là nó là trường tồn, nó bất biến, nó những cái nó có 62 tà kiến, nó cũng thuộc lại là thuộc về cái tham tà kiến này nè. Giới cấm thủ cũng là một hình thức của tham tà kiến, là vì tin dị đoan, tin vào những cái điều không, những cái giới cấm mà không phải Đức Phật đặt ra. Cái giới của Đức Phật đặt ra dựa trên những cái chi pháp mà nó đưa tới cái trạng thái gọi là, có một vị thầy đặt định nghĩa cái giới của Đức Phật đặt ra là một cái hình thức tu bát chánh đạo một cách đặc biệt. Nói chung nó cũng có một cái định hướng dựa trên cái chuyện cái mục đích cao thượng cuối cùng là ly tham, ly sân, ly tà kiến, tức là để diệt trừ các cái những cái sự hữu bất thiện, những cái tâm bất thiện. Lấy ví dụ như là không sát sanh, không trộm cắp, không là dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta có thể thấy được những cái dựa trên những cái nền tảng đó thì Đức Phật cái tác ý của cái những cái giới được chế ra như vậy là để tránh xa những cái chuyện, những cái hành động bất thiện mà chúng ta có thể làm được để mà đưa tới những trạng thái khổ đau, thì dựa trên những cái sở hữu bất thiện mà cái giới được đặt ra để ngăn ngừa những cái người mà tin vào cái đạo Phật, để mà chúng ta tránh những cái nhân bất thiện, để mà giảm thiểu được những cái quả mà bất toại nguyện nó có thể nó xảy ra đối với chúng ta. Thì như vậy, trở lại, tham là cái trạng thái dính mắc vào cảnh, dính mắc vào cảnh ở ngoài, thì tự gọi là tham ngó ra thì có tham ngã mạn, và tham ngó vào thì có tà kiến. Lúc ngó ra thì không phải lúc nó thì không có ngó vào, lúc ngó vào thì không có ngó ra, cho nên đó là lý do mà có tham nó kết hợp với tà kiến thì nó gọi là có tham hợp tà, và khi mà tham kết hợp với ngã mạn thì chúng ta có tham ly tà. Cho nên là chúng ta tham thì chúng ta có 8 cái vòng tròn, thì trong 8 cái đó nó có 4 cái hợp tà và 4 cái ly tà, là như vậy. Cho nên là tại sao phải chia ra làm 4, 2, 2, 2, 2 bộ. 4 là vì khi có tài kiến là không có ngã mạn, và ngược lại. Dạ, xin giải đáp cái câu của chị Nguyễn Như. Chị Nguyễn Như làm vậy mất ngỏng hỏi nữa nha. Rồi, xa thú. Dạ, xin cả nhà có nếu mà có ý kiến nào xin bổ sung, con xin kính lễ chư quý sư có sự bổ sung nào, hoặc là chỉnh sửa những điều như con nói mà có những cái gì mà thiếu sót, con xin chư tăng là giải bảo. Dạ, con xin dừng mic tại đây ạ.
sa thú anh Lý. Dạ, kính bạch đạo tràng, Nguyên Như thấy hình như có bàn tay của sư Nguyên Thông. Con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Con thấy sư giơ tay hồi nãy giờ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Mô Phật, kính thưa đạo tràng, kính thưa sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông ơi, sư bị rất mít rồi. Thôi tới đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ, thay mặt lớp học, cảm ơn Nguyên Như rất nhiều. Hôm trước ôn về cái hoài nghi thông thường và hoài nghi Phật Pháp Tăng. Thì hôm nay được ôn lại về 10 cái kiết sử, thật là sa thú. Rồi sư xin thay mặt chư tôn đức tăng chúc chúc cho đạo tràng. Ông tu sắp ba mừng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba bút đà nu bà về na sa đà so thi bao quanh tu tề bao qua tu sắp ba mừng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba đầm mà nu bà về na sa đà so thi bao quanh tu tề bao qua tu sắp ba mừng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba sang ga nu bà về na sa đà so thi bao quanh tu tề tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thịnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu sa sanang akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu ratthake akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu nyatayo akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu banino akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con Nguyên Trang một lần nữa con kính tri ân sư Thanh Tâm
đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con, và kính cảm ơn Nguyên Như đã có những lời chia sẻ bài học với đạo tràng ngày hôm nay. Và ngày mai sẽ là ngày sinh hoạt của sư Pháp Tính, và con kính mời đạo tràng trở lại vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Dạ, và chúng ta sẽ có giờ với sư Pháp Tính ạ. Và con kính chúc đạo tràng một đêm an lành, một ngày an lành. Dạ, chúc mọi người có một buổi tối, một giấc ngủ ngon ạ. Dạ, con xin tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.